Hello, xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng có những giây phút xem video thật là vui vẻ nha. Thì hôm đầu tháng Nam có làm cái video cập nhật giá xe phiên chợ 2024 nè. Nhiều anh chị khách hàng vào comment nói là giá xe còn cao quá. Thì hôm nay là gần cuối tháng rồi anh chị, giá xe phiên chợ LED bên Nam lại tiếp tục giảm nữa rồi. Nên video này Nam sẽ cập nhật lại toàn bộ giá mới của tất cả các màu, tất cả các phiên bản luôn nha. Anh chị nào mà đang quan tâm về dòng xe phiên chợ LED 2024 thì tham khảo video này của Nam lại nha. Rồi thì hiện tại Full chợ LED 2024 bên em về đủ tất cả các phiên bản và đủ tất cả các màu luôn nha anh chị. Ở đây có màu đỏ của phiên bản cao cấp nè, màu xanh của phiên bản cao cấp, màu trắng của phiên bản cao cấp, màu xanh bánh căm của phiên bản tiêu chuẩn, màu xanh nhám của phiên bản đặc biệt và màu đen nhám của phiên bản đặc biệt. Thì đối với dòng xe Full chợ LED 2024 anh chị, nhà máy Honda Việt Nam phân phối ra thị trường tổng cộng có 5 màu ha. Một là màu đen nhám, hai là màu xanh nhám, ba là màu trắng, bốn là màu xanh này. Gọi là xanh bóng đó, và năm là màu đỏ. Đây là năm cái màu zin của nhà máy Honda Việt Nam nha. Anh chị đi mua xe Full chợ LED 2024 mà khác năm cái màu này là chắc chắn 100% màu đó là độ lại ha. Và Nam nói rất nhiều về màu độ rồi. Mua xe màu độ thì anh chị lưu ý gì? Thứ nhất là có đăng ký biển số được không? Cái thứ hai là thời gian bao lâu? Thì cái này là cái gợi ý và cái chia sẻ rồi. Bên em là không có bán màu độ nha. Bên em là head Honda nên chỉ bán màu zin của nhà máy sản xuất ra thôi. Nhà máy sản xuất ra sao bên em để nguyên vậy bán cho khách hàng. Thì cửa hàng bên em là Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên em nằm ở khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Những anh chị nào ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó thì nhấp vào phần mô tả video sẽ ra thông tin liên hệ bên em ha. Rồi, bây giờ không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề luôn. Nam sẽ cập nhật lại giá ha. Đầu tiên đó là phiên bản tiêu chuẩn nè anh chị. Bản tiêu chuẩn là sử dụng bánh căm thắng đĩa ha, và có một màu sơn duy nhất thôi của nhà máy. Đây, màu xanh này. Đó, ví dụ như anh chị đi mua màu trắng nè, màu xanh nhám, màu đen nhám, màu đỏ mà bánh căm thắng đĩa là chắc chắn 100% xe đó đã đổi bánh hoặc làm lại rồi. Còn nguyên zin của nhà máy là chỉ có một màu này thôi. Và cách nhận biết rất là đơn giản ha, màu xanh này, bánh căm là mặt nạ xanh, còn bánh mâm là mặt nạ đen. Tất cả các xe bánh mâm mặt nạ đều là màu đen hết nha anh chị. Đây, phía sau nè, tất cả đều yên đen hết nè. Tay dắt sơn màu đen sơn bóng nè, tem chữ phụ chờ nè. Thì xe này khá là quen thuộc rồi nên Nam lướt qua thôi chứ không đi chi tiết lại nữa. Rồi thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 22 tây tháng 7 2024 rồi, thì hôm đầu tháng chiếc xe này bên em bán hình như là 36 năm anh chị, 36 năm 37 gì đó. Ngày hôm nay thì nó giảm còn lại là 35 triệu 600 ngàn phụ chờ phiên bản tiêu chuẩn bánh căm thắng đĩa màu xanh, 35 triệu 600 ngàn nha anh chị. Rồi tiếp theo bản cao cấp là có màu xanh đen với màu đỏ đen nha. Đó, bánh mâm là cứ mặt nạ màu đen nha anh chị, màu đen sơn bóng ha. Đây bánh mâm thắng đĩa nguyên bản nha anh chị. Rồi tay dắt phía sau cũng là sơn màu đen sơn bóng nè. Tất cả các xe thì tem giống nhau hết nha. Tem chữ phụ chờ 3D nổi nè, với cái số dán 125 chỗ này nè anh chị. Rồi đây cốp xe thì cũng giống nhau hết thôi, có thể để được hai món bảo hiểm được nữa đâu, một số vật dụng cơ bản khác nha. Bình xăng thì để dưới yên. Rồi tất cả xe đều là chìa khóa cơ hết nha anh chị, chìa khóa cơ, đồng hồ cơ ha. Chìa khóa cơ, không có khóa thông minh ha, khóa thông minh là độ lại nha. Rồi thì phụ chờ LED 2024 màu đỏ đậm bánh mâm này và màu xanh bóng bánh mâm này, thì hôm đầu tháng năm nhớ không lầm là bên Nam bán ra mức giá là tầm khoảng đâu đó 38 triệu rưỡi anh chị. Ngày hôm nay phụ chờ màu xanh bóng bánh mâm này bên Nam giảm còn lại là 37 triệu 500 nha anh chị. Màu xanh bóng bánh mâm thắng đĩa bản cao cấp 37 triệu 500 ngàn. Còn cái màu đỏ đậm bánh mâm này cũng là phiên bản cao cấp luôn, màu đỏ bánh mâm thì bên Nam bán ra với mức giá là còn lại là 37 triệu nha anh chị. Màu đỏ bánh mâm thắng đĩa 37 triệu, màu xanh là 37 năm nha. Rồi tiếp theo đó là màu trắng nè anh chị. Trắng thì có một loại trắng thôi, và màu trắng cũng là một trong những màu được khách hàng lựa chọn khá là nhiều ha. Bánh mâm thắng đĩa, mặt nạ màu đen. Đây phía sau đây tem chữ phụ chờ nè, tay dắt sơn màu đen bóng luôn. Đây chìa khóa cơ hết nha, phiên bản nào cũng là khóa cơ hết nha anh chị. Rồi thì hôm đầu tháng chiếc phụ chờ trắng này bên Nam bán hình như nhớ không lầm là 39 triệu rưỡi anh chị. Ngày hôm nay nó giảm còn lại là 37 triệu 500 ngàn nha anh chị. Full chờ LED 2024 màu trắng bánh mâm thắng đĩa phiên bản cao cấp 37 triệu 500 ngàn nha anh chị. Rồi tiếp theo đó là phiên bản đặc biệt màu xanh với màu đen nhám. Bản đặc biệt là màu nhám nha, màu xanh này cũng là màu nhám luôn nha anh chị. Mặt nạ màu đen nhám ha, còn bản cao cấp thì mặt nạ màu đen bóng. Đây bản cao cấp màu đỏ nè, khác cái nước sơn thôi anh chị. Đây màu đen đây. Anh chị nào thích cái xe màu đen mà mua con này là hết bài luôn đó. Nó đen gần như là nguyên con luôn, nó chỉ có hai cái nắp cốp là màu vàng thôi. Hai nắp cốp này nè anh chị. Còn lại là đen hết luôn ha. Đây. Tay dắt phía sau thì cũng sơn màu đen sơn nhám luôn.
À, lò xo đen rồi gấp bọc sên đen, mâm đen. À, rồi bên đây là màu xanh nè anh chị, màu xanh này là màu xanh nhám nha. Rồi tất cả đều khóa cơ ha, đồng hồ cơ hết luôn. Rồi phu chờ màu xanh nhám với màu đen nhám. Hồi hôm đầu tháng là năm nhớ không lầm là bán hình như 38 triệu hay là 37 năm gì đó. Ngày hôm nay màu xanh nhám với màu đen nhám bản đặc biệt bánh mâm thắng đĩa bên em đang bán ra mức giá là 36 năm, 36 triệu 500 ngàn nha anh chị. à, tất cả giá xe năm báo nãy giờ là đã bao gồm VAT hết rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Ở những anh chị nào ngoài tỉnh thì Nam bán xe giao hồ sơ gốc về anh chị đăng ký biển số. Còn những anh chị nào mà mua xe cửa hàng bên em và đăng ký thuộc về các huyện nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp á, thì giá năm báo là bao nhiêu anh chị ra tới biển số cầm trên tay không phát sinh thêm tiền. Lưu ý thứ nhất là đăng ký về các huyện nha anh chị nằm trong địa bàn tỉnh Đồng Tháp nha. Thứ hai là giá xe thì nó có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm nha. Giá thì video này năm báo vào ngày là 22 tháng 7 2024. Ví dụ như anh chị muốn biết giá mà tại thời điểm anh chị mua giá cả có thay đổi lên xuống gì không thì anh chị vui lòng liên hệ Nam trước nha. À, thông tin liên hệ Nam để bên dưới phần mô tả video. À, còn anh chị mua vào ngày 22 tây thì nó chắc chắn 100% là Nam bán đúng giá này. À, còn cái ngày khác thì nó không biết, tại vì giá xe nó thay đổi theo thời điểm anh chị, và công ty là người quyết định giá. À, Nam là nhân viên bán hàng thì công ty đưa cái giá nào thì Nam sẽ báo khách hàng chính xác giá đó. À, rồi trả góp thì xe này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu ha, tầm khoảng 8 triệu tùy phiên bản nha. À, là có thể lên hồ sơ trả góp được. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu nha. Những trường hợp mà bị nợ xấu thì bên em cũng không hỗ trợ được nha anh chị. Có nhiều khách hàng hỏi là bên em có chương trình trả góp mà không đưa tiền trước không, là bên em không có chương trình đó nha. Trả trước ít nhất khoảng 8 triệu thì mới thể lên hồ sơ trả góp được. Còn anh chị trả trước 30% tổng giá trị lăn bánh của xe thì nhận luôn cả việc gốc ha, giống như mua tiền mặt luôn anh chị. Thì anh chị nào quan tâm về góp, về giá thì cứ liên hệ Nam. Thông tin liên hệ lúc nào Nam cũng để bên dưới phần mô tả video. Còn không thì anh chị cứ comment để lại số điện thoại ha, Nam sẽ liên hệ lại tư vấn anh chị một cách cụ thể và chi tiết hơn. Tại vì mỗi anh chị ở một cái huyện hay thành phố thì giá nó sẽ khác nhau, tỉnh A, tỉnh B anh chị. Rồi trả trước thì anh chị trả trước 8 triệu nó khác, 10 triệu, 15, 20 triệu thì nó khác. Vì thế là anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp. Còn không thì để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận á, Nam sẽ điện thoại lại ha, tư vấn cho anh chị kỹ hơn. Tất cả xe đều là 2024 hết nha anh chị. Và đây là năm màu zin của nhà sản xuất luôn đó, đủ hết màu luôn đó anh chị. Cốp xe thì chiếc nào cũng giống nhau hết thôi. Anh chị xem một chiếc là mấy chiếc kia nó cũng y hệt vậy nha. Phụ trợ là dòng xe số có cốp to nhất phân khúc rồi, hai mũ bảo hiểm lỗi nửa đầu và một số vật dụng khác thì có thể để vừa ha. Mũ bảo hiểm nửa đầu mà loại vừa vừa thôi nha, cái loại bự quá để không được nha anh chị. Tất cả đều là phun xăng điện tử FE ha, BGMFI, không còn sản xuất bình xăng con nữa nha, tất cả đều là FE hết. À, đây khóa là khóa cơ hết nha anh chị. Những trường hợp mà khóa thông minh là xe người ta làm lại ha, có nhiều cửa hàng người ta độ sẵn cho khách hàng luôn á. Nhưng mà đó là người ta tự độ chứ không phải là xe zin của nhà sản xuất ha. Đây năm sản xuất hàng cuối cùng nè anh chị, 2024 này. Ở đồng hồ nè, đồng hồ là đồng hồ cơ hết nha. Anh chị xem một chiếc là mấy chiếc kia nó cũng y vậy luôn. Nó chỉ khác nhau cơ bản về cái màu sơn thôi anh chị. Xe hiện tại thì rất nhiều ha. Mấy chiếc xe đợt trước quay là bán hết rồi, nó về liên tục anh chị. Thì nói chung thì giá xe thì mỗi nơi mỗi khác anh chị, ví dụ tỉnh A giá khác, tỉnh B giá khác. Nam không có nói là giá chỗ Nam giảm so với mặt bằng chung nha, Nam chỉ nói là giá chỗ Nam giảm là giảm thời điểm này, giảm so với thời điểm trước thôi. Còn anh chị nào tham khảo giá bên Nam ok được thì liên hệ Nam sẽ hỗ trợ thêm. Còn cảm thấy giá mà chưa ổn thì có thể là tham khảo thêm nha anh chị. Coi như là xem video để giải trí hoặc là có thêm thông tin thôi. Tháng sau là tháng cơ hết nha, tháng trước là tháng đĩa hết, tháng sau là tháng cơ hết. Tất cả xe phụ trợ tháng sau đều là tháng cơ hết. Còn tháng trước là tháng đẻ nha, phu chờ không có bánh đùm nha anh chị, không có tháng đùm ha. Đây Nam quay lại cho anh chị xem. Phu chờ thì trang bị khóa động cơ là 125 phân khối nha, phun xăng điện tử FI. Đây, tất cả xe bánh căm hay bánh mâm đều là tháng đẻ hết nha, không có tháng cơ nha. Mua xe phu chờ 2024 mà tháng cơ thì xin chúc mừng anh chị quay vào ô mua lầm. Xe đó không biết đâu ra luôn. Rồi, phu chờ thì chỉ có duy nhất cái đèn pha là đèn LED thôi, còn tất cả các đèn còn lại đều là đèn thường halogen. Cái này là đèn giả LED thôi nha, chứ không phải đèn LED ha, nó có cái bóng halogen nè. Cái bóng đèn sương mù anh chị, hay gọi là đèn định vị ban ngày đó nè. Đó, bóng đèn này thì dễ thấy hơn nè, còn này đèn sương mù. Chỉ có duy nhất cái đèn pha cos này là đèn LED thôi, nhưng mà đèn tự động, nghĩa là sáng ngày đêm. Để máy lên là đèn sáng, khi nào tắt khóa không chạy nữa thì đèn mới tắt anh chị. Đủ màu hết nha, đây là năm cái màu zin của nhà sản xuất nha. Anh chị đi mua khác năm cái màu này thì chắc chắn 100% màu nó độ lại. Còn ví dụ anh chị biết màu độ anh chị thích anh chị mua thì ok, không có gì để nói ha. Còn ví dụ mình khác cái màu này mà nó là màu zin của nhà sản xuất đối với phu chờ 2024 thì chắc chắn 100% khẳng định với anh chị luôn không đúng. Thì cái này là cái chia sẻ thôi.
Anh chị nào thích màu jean thì có thể tham khảo. Còn màu độ thì chúng ta biết à, đó là màu độ. Màu độ là màu làm lại. Rồi, xe hiện tại có sẵn giao ngay nha, khu vực thành phố Cổ Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam. Có nhiều anh chị nói là giá trời ơi, giá trên trời, giá dưới đất, giá tùm lum, giá này để chân luôn. Cũng có nhiều anh chị nói là sao giá chỗ em rẻ hơn chỗ anh chị nhiều vậy, làm sao mua? Tại vì bên em thì chỉ bán tại cửa hàng thôi anh chị, không có ship xe. Anh chị là đến cửa hàng được thì em sẽ hỗ trợ bán xe được thôi. Tại vì hiện tại bên em không có ship xe được anh chị, không có nhận ship xe. Tại vì ship xe nó có nhiều vấn đề phát sinh lắm, bên công ty nào không có nhận ship ha. Đó thì nói chung thì giá thì thị trường mỗi nơi mỗi khác mà. Đâu có nơi nào giống nơi nào. Anh chị đi hai tỉnh là chắc chắn 100% là hai tỉnh nó sẽ giá khác nhau. Hy hữu lắm, giá mới giống nhau anh chị, hy hữu lắm. Nhưng mà đa phần 99% là giá nó sẽ khác nhau hết. Tại vì thị trường mỗi nơi mỗi khác. Thì cái đó là cái chia sẻ của Nam thôi. Còn anh chị tiền của mình mà thích đâu mua đó, cảm thấy tham khảo ở đâu ok thì mua. Rồi, đó là tất cả thông tin nó muốn chia sẻ với anh chị về cái video này ha. Khu chờ 2024, xe sẵn giao ngay. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe ha, đặc biệt là về giá xe này, về trả góp nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục thông tin mới nhất về xe, đặc biệt là về giá xe, để cho anh chị nào quan tâm về xe của nhà Honda thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Tất cả xe bên Nam bán ra đều bảo hành cho anh chị toàn quốc 3 năm hoặc 30.000 km, điều kiện nào đến trước thì sẽ tính trước. Tất cả các head luôn ha, mua xe tại cửa hàng bên Nam, đại lý head Honda thì bảo hành tại tất cả các head Honda trên toàn quốc. Đó là quyền lợi của mình. Rồi, đó là tất cả thông tin muốn chia sẻ với anh chị ha. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.